Kính chào quý khán giả và quý bà con, Ánh Nguyệt và Khánh Tường. Rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc, hôm nay ngày 12 tháng 4 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới hấp dẫn và thiết thực về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Lâm Đồng triển khai đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mô hình trồng chuối tiêu hồng ở Chư Sê, tỉnh Gia Lai gắn với việc đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Con số hôm nay, xuất khẩu hạt điều tăng 4,7% về lượng nhưng giảm 17,2% về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2018. Chuyện nhà nông, định hướng của ngành chức năng và một số điểm lưu ý trong canh tác chanh dây mùa khô. Thưa quý vị và quý bà con, mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, như thường lệ sẽ là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Thưa quý bà con, để tiếp tục nâng cao hiệu quả của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lâm Đồng đã đề ra nhiều nhóm giải pháp cần tiếp tục thực hiện từ nay đến hết năm 2019. Theo đó, đối với 87 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Với 15 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, các địa phương đánh giá thực trạng các tiêu chí. Trên cơ sở đó, giao nhiệm vụ cho từng xã, từng phòng ban nhằm có những giải pháp triển khai thực hiện cụ thể. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến tiêu chí về sản xuất và môi trường, nâng cao thu nhập cho người dân, ưu tiên phát triển các liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác và các nông hộ sản xuất đơn lẻ nhằm tạo đầu ra ổn định cho các loại nông sản, đẩy mạnh khâu chế biến và tiêu thụ nông sản theo chuỗi. Thưa quý bà con, hiện tỉnh Lâm Đồng đã có 87 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, huyện Đơn Dương và huyện Đức Trọng đạt huyện nông thôn mới, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Và cũng liên quan đến câu chuyện xây dựng nông thôn mới, thưa quý bà con, huyện Đơn Dương là địa phương được chọn triển khai đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019-2025. Theo đó, huyện Đơn Dương cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chí do Trung ương quy định đối với huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đó là quy mô sản xuất, kết cấu hạ tầng, tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, hiệu quả bền vững. Để đạt được những yêu cầu nói trên, lộ trình thực hiện đã được đặt ra. Trước mắt, trong 2 năm 2019 và 2020, huyện Đơn Dương tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí về môi trường và hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trường học, v.v. Phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện có, gắn với xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh. Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng là một trong 3 huyện trong cả nước được Trung ương lựa chọn thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Năm nay, ngân sách Trung ương cấp cho tỉnh Lâm Đồng 6 tỷ đồng để triển khai đề án nói trên. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý bà con, nhằm giúp bà con nông dân các địa phương chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó, ngành nông nghiệp đã phân bổ 700 lít hóa chất, 36.200 liều vaccine cúm gia cầm cho các huyện thực hiện tiêu độc khử trùng và tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm. Đối với việc tiêm phòng bổ sung vaccine lở mồm long móng cho đàn heo nhỏ lẻ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bổ sung 5,9 tỷ đồng, tương đương với 305.300 liều vaccine cho 181.400 con heo thuộc diện tiêm. Bên cạnh những hỗ trợ nói trên, một số huyện đã chủ động sử dụng ngân sách địa phương mua 7.175 liều vaccine lở mồm long móng, tiếp ô để tiêm phòng cho đàn heo. Liên tục chương trình, mô hình trồng chuối tiêu hồng ở Chư Sê, tỉnh Gia Lai gắn với việc đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Con số hôm nay, xuất khẩu hạt điều tăng 4,7% về lượng nhưng giảm 17,2% về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2018. Chuyện nhà nông, định hướng của ngành chức năng và một số điểm lưu ý trong canh tác chanh dây mùa khô. Liên tục chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về hoạt động sản xuất của bà con nông dân nhiều địa phương trên cả nước. Thưa quý bà con, trong những năm gần đây, việc chuyển đổi giống cây trồng ngày càng phát triển mạnh tại Khánh Hòa. Nhiều loại nông sản thế mạnh được ưu tiên chuyển đổi, hình thành các vùng sản xuất tập trung.
Tuy nhiên, tại một số địa phương, tình trạng người dân chuyển đổi cây trồng theo hướng tự phát, chạy theo lợi nhuận chứ không theo quy hoạch vẫn còn diễn ra. Thực tế này cũng kéo theo nhiều vấn đề phải quan tâm, nhất là tình trạng dịch bệnh xuất hiện cũng như hiệu quả kinh tế giảm sút. Xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, trước đây vốn có diện tích trồng mía tương đối lớn. Tuy nhiên, kể từ ngày ngành mía đường xuống dốc, người dân cũng phải chấp nhận bỏ mía, tìm cách làm ăn khác để có thu nhập. Anh Lê Ngọc Hoàng, người dân tại địa phương từng có hơn 12 hectare đất trồng mía, được hỗ trợ của chính quyền địa phương với 50% kinh phí về giống và 30% vốn đầu tư hệ thống thủy lợi. Anh đã mạnh dạn chuyển sang trồng bắp, bưởi da xanh và xoài Úc. Đến nay, hầu hết các diện tích cây trồng chuyển đổi đều phát triển tốt, đem lại thu nhập cho gia đình anh. Hiện giờ mình đang chuyển qua 6 hectare xoài, và trong đó là có 1 hectare bưởi là 7 hectare. Tổng diện tích của mình là 12 hectare, mình đã chuyển đổi được 7 hectare rồi. Mình thì cũng không có gì khó khăn, tại khí hậu của miền Trung mình thì nó cũng thuận lợi, nhưng mà mưa nắng thì nó cũng có theo mùa. 90% diện tích trồng mía tại Khánh Hòa là những khu vực thiếu nước, hệ thống thủy lợi đầu tư hạn chế, nên không phải cây trồng nào cũng có thể phát triển. Thực tế, nhiều loại cây trồng chủ lực như sầu riêng Khánh Sơn với hơn 800 hectare, xoài Úc Cam Lâm gần 9.000 hectare hay bưởi da xanh Khánh Vĩnh với 900 hectare đều đang có sự phát triển tương đối nhanh, có thể vượt quy hoạch. Thực tế này mang đến nhiều tác hại hơn là hiệu quả. Tạm gác lại câu chuyện ở Khánh Hòa, chúng ta hãy cùng quan tâm đến một mô hình chuyển đổi cây trồng hiệu quả ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, địa phương đang có phong trào chuyển đổi cây trồng sang cây ăn quả mạnh mẽ. Thưa quý bà con, mạnh dạn chuyển sang cây chuối với diện tích lớn để xuất khẩu, anh Đào Tiến Tình ở xã Công Hà Tốc, huyện Chư Sê là một trong những hộ tiên phong ở địa phương tìm hướng chuyển đổi mới gắn với việc đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Vốn sở hữu 20 hectare hồ tiêu, thời điểm tiêu bị nhiễm bệnh, giảm năng suất, anh Đào Tiến Tình đã quyết định chuyển một nửa diện tích sang trồng chuối tiêu hồng. Trồng chuối có ưu điểm nhanh thu hoạch, tuy nhiên, theo anh Tình phải đầu tư lớn, kỹ thuật cao, cách chăm sóc, quản lý cũng rất khắt khe thì mới đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Mình phải tìm hiểu và tham khảo của một số anh em bạn bè là các nhà khoa học thì bắt đầu mới dám làm. Như là đầu tư thật bài bản ấy thì nó khoảng tầm 300 triệu một hecta. Nếu mà đầu tư cỡ 300 triệu thì thu được khoảng tầm cỡ 500. Khi bắt đầu như thế là nó ra bông hoàn thiện rồi thì phải bao chùm toàn bộ buồng. Đấy, và kiểm tra dịch bệnh. 10 hecta chuối của gia đình anh Tình đã bước vào vụ thu hoạch được 3 tháng nay, tạo việc làm thường xuyên cho trên 20 lao động địa phương. Vụ này anh dự kiến thu được khoảng 400 tấn, giá bán 10.000 đồng một ký. Nhờ đầu tư bài bản, chuối đảm bảo chất lượng nên anh đã kết nối được thị trường xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc. Anh Đào Tiến Tình, một trong những người tiên phong, anh đã tìm được cái đầu ra cho cái sản phẩm. Hiện tại là chuối của anh là cân với cái giá được 10.000 một kg. Cái giá trị sản phẩm là rất cao so với các cái loại cây trồng khác. Hiện nhiều nông dân trên địa bàn huyện vẫn đang trồng chuối theo cách truyền thống, chưa thực sự quan tâm đầu tư kỹ thuật chăm sóc theo hướng bền vững để có sức cạnh tranh trên thị trường. Do đó, mô hình của anh Đào Tiến Tình là điển hình cần nhân rộng giúp sản xuất bền vững. Thưa quý bà con, tạm chia tay với mô hình sản xuất chuối hiệu quả trên vùng đất Chư Sê, Gia Lai, chúng tôi xin mời quý vị và bà con đến với một câu chuyện khác rất thú vị ở vùng đồng bằng sông nước Cửu Long. Thời điểm này, về đêm trên các tuyến sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao trở nên náo nhiệt với nhiều xuồng ghe của ngư dân thả lưới vào mùa bắt cá bông lau. Đây là loại cá da trơn, thon dài, da trắng mịn, thuộc loài di trú, là đặc sản của dòng sông Cửu Long, luôn có giá bán cao. Ông Lê Văn Trường, hơn 40 năm trong nghề câu lưới, cho biết từ cuối tháng 2 đến tháng 3, cá bông lau xuất hiện nhiều trên các tuyến sông. Loài cá này thích sống ở những đoạn sông sâu và thường kéo nhau thành bầy để kiếm ăn. Có nhiều cách săn cá bông lau như chài, lưới, câu cần và câu giăng. Mỗi đêm vô mánh, họ có thể bắt được hàng chục con, kiếm tiền triệu. Tuy nhiên, hơn một năm nay, số lượng cá trên sông đã ít dần. Một đêm may mắn, chỉ bắt được khoảng 5 con, cũng có đêm không có con nào. Nếu mình tính ra thì cũng vài chục, 5-30, 2-30. Thì nó một vàng lớn gì là cỡ khoảng 100 mét. Cá bông lau thuộc loài cá da trơn, giống cá tra, có giá trị dinh dưỡng cao, nên giá trị kinh tế cũng rất cao. Hiện giá bán 200.000 đồng một ký, dù số lượng ít hay nhiều, hoặc thời gian đánh bắt ngày hay đêm. Nếu săn được cá bông lau, thì bạn hàng cũng sẽ đến thu mua để bán ở các chợ. Trung bình mỗi con cá bông lau thường nặng từ 1,5 đến 3 ký. Cũng có nhiều con nặng từ 6 kg trở lên, nên chỉ cần mỗi chuyến ra sông đánh bắt được 2 đến 3 con cũng giúp người dân thu về tiền triệu. Chung ngày này
vui thì anh em câu đi sớm nhau câu cũng vui lắm mà buồn lúc mà giông gió. Mới buồn thôi, giông gió là mình câu không được á. Không có cá mắm gì mình câu không được mới buồn thôi. Kết thúc một đêm bồng bềnh trên sông, tờ mờ sáng cũng là lúc nhiều ngư dân lỉnh kỉnh xách những con cá bông lau trắng mập nặng từ vài ký lên bờ, cần cho thương lái kịp phiên chợ sáng sau một đêm đầy vất vả. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 78.000 tấn, đây là khối lượng xuất khẩu hạt điều nước ta trong 3 tháng đầu năm nay. Theo đó, lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt điều đạt 78.000 tấn, trị giá 625 triệu USD, tăng 4,7% về lượng nhưng giảm 17,2% về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2018. Theo Bộ Công Thương, lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu bình quân hạt điều đạt mức 8.043 USD một tấn, giảm 20,9% so với 3 tháng đầu năm 2018. Về chủng loại, tháng 2 năm 2019, xuất khẩu hạt điều loại W320 của Việt Nam đạt 6,79 nghìn tấn, trị giá 59,69 triệu USD, tăng 18,4% về lượng nhưng giảm 5,7% về trị giá so với tháng 2 năm 2018. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt điều loại W320 đạt 22,2 nghìn tấn, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng lưu ý là theo Bộ Công Thương, giá hạt điều trong nước hiện chỉ bằng 50% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá hạt điều khô giảm xuống còn khoảng 36.000 đồng một ký, giảm mạnh so với mức giá 50.000 đồng một ký năm 2018. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và quý bà con, như trong chương trình hôm qua chúng tôi đã đề cập đến câu chuyện trồng và chăm sóc chanh dây tại Lâm Đồng. Và thể theo yêu cầu của nhiều bà con, trong chuyên mục Chuyện Nhà Nông hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ với kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Lâm Đồng. Kỹ sư sẽ chia sẻ thêm nhiều thông tin hữu ích xoay quanh định hướng của ngành chức năng và một số điểm lưu ý trong canh tác chanh dây mùa khô. Mời bà con cùng theo dõi. Vâng, xin chào kỹ sư đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình. Thưa kỹ sư nhận định như thế nào về tình hình canh tác cây chanh dây trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay ạ? Chúng ta cần chú trọng đến cái biện pháp là một số dịch hại chẳng hạn như là virus trên cây chanh dây thì chúng ta phải thường xuyên là kiểm tra, đặc biệt là cái khâu giống chúng ta phải mua những cái nguồn giống có xuất xứ rõ ràng. Hai nữa là chúng ta phải thường xuyên thăm đồng để mà biết được cái tình hình sinh trưởng phát triển của cây chanh dây cũng như là cắt tỉa để mà giúp cho cây chanh dây ra trái tốt hơn. Thứ ba là chúng ta sử dụng một số cái sản phẩm thuốc thực vật có nguồn gốc sinh học, chẳng hạn như abalatin hoặc là gelatin, chúng ta phòng trừ những cái xâm hại. Vâng, bên cạnh những thông tin mà kỹ sư vừa chia sẻ thì các ngành chức năng hiện đã có những mô hình nào để có thể giúp bà con nông dân trồng chanh dây có thể học tập cũng như là để triển khai trong thời gian tới ạ? Các cơ quan chuyên môn cũng như là các cái trung tâm nghiên cứu cũng đã thực hiện các cái mô hình để mà bà con nông dân áp dụng, đặc biệt là các cái khu vực như Đường Dương và Đức Trọng, Lâm Rông và Lâm Hà. Cái mô hình này thì là được áp dụng với các biện pháp đó là phòng trừ tổng hợp các cái dịch hại trên cây chanh dây. Và thứ hai đó là cái mô hình thăm canh cây chanh dây theo cái hướng là bền vững. Thì đó là những cái mô hình. Cảm ơn sự chia sẻ vừa rồi của kỹ sư ạ. Thưa quý bà con, tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 1.200 hectare chanh dây với năng suất bình quân đạt trên 426 tạ một hectare, sản lượng trên 53.000 tấn. Nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có nguồn thu nhập khả quan từ cây chanh dây. Chúng tôi mong rằng với những thông tin chia sẻ hữu ích từ chuyên gia, quý vị và bà con đã cập nhật thêm nhiều kiến thức để chăm sóc cây chanh dây hiệu quả hơn. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.